Tổng nhắn tin kêu mua cái lều đâu rồi? Chị biết thôi hả? Giờ rủ nó đi kịp nhưng hay xong cái tao rủ nó vô chỗ rồi cái tao căng tầm nào ấy là tao chị ơi cho nó hỏi chết mẹ nó. Ơi! Vâng! Dạ anh? Anh đến nãy giờ rồi, đi đâu ạ? Đi toilet, mới xuống dưới có việc nãy cái gì không anh? Tổng nhắn tin kêu mua cái lều đâu rồi? Nè! Có để sẵn bữa nay ngày nghỉ rồi review luôn đi. Đây hả? Lều đẹp quá ta. Mua trên này á? Shopee đúng không? Ship về. Ở trong đây nó kiểu như cái sân này nó nhỏ quá. Để giờ kiếm ra ngoài chỗ nào ta? Đi ra ngoài chỗ cái bãi đất trống công viên gì đó bên đi. Review bung ra mới review được chứ ở đây mình review có nhiều khi quay phim đi vòng vòng. Đúng rồi, chặt lắm, hẹp lắm, không có người đâu. Đi ra kia. Sáng ở đây cũng không tốt nữa. Để mình ra ngoài kia đi. Mua để mấy anh em mình làm clip luôn. Làm clip đi cắm trại cắm đồ đó. Đi chơi ăn chơi rồi không? Review thôi hả? Dạ yeah. Giờ rủ nó đi kịp nhưng hay xong cái ra ngoài á cho mày cầm mấy quay phim quay review nhưng mà nó ngồi cái kê cái chân quay là tao có cái chân quay nè xong rồi cái tao rủ nó vô chổng rồi cái tao căng tầm nào ấy là tao xì hơi cho nó hửi chết mẹ nó. Bởi vì ông điên thì gì bộ, lúc nào muốn xì là xì cái gì không tại vì hai bữa nay tao nhậu cái bộ bụng đồ rồi ông vậy quá hả vậy cái mua thuốc uống đi ông đâu mỗi lần nhậu về bởi vì cũng nhanh lắm tao nghĩ là cho nó ngồi nhậu nói chung là phút khúc nào mà cảm thấy ấy kéo nó tao cả chứ ngoài là không quá 5 phút thì mình giữ chứ không quá 5 phút đâu ở ngoài mày kéo khóa lại rồi xong mày lấy dây mày cột lại không cái lèo này em nghiên cứu rồi kéo lại là nó ở ngoài là ở trong không ra được. Được. Em mở thì mới ra thôi. Phải nha. Rồi. Sang ơi. Sang. Dạ. Báo biểu rồi. Chơi không? Đâu. Review cái lèo này chứ ở trong nhà thôi review. Giờ tao tính lên chơi với thằng Quân mà không ai sẵn. Đấy, mặc đồ đi. Tính coi cái lèo thôi nhưng mà sẵn thấy cái lèo đẹp rồi review luôn. Đấy, mặc đồ đi. Vô mặc đồ đi. Đâu? Ngoài kiếm công viên chung cư gì đó có bãi đất trống đẹp cứ mặc đồ đi mà đi nhiều mặc đồ nha. Ok chào các bạn và đạp xe mất khoảng tầm 5 phút thì tụi mình đã tới công viên nha và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Miu Seven. Mình là Miu Seven còn đây là bác sĩ em và hôm nay có một sự xuất hiện đặc biệt của một bạn cũng ở trong ekip của tụi mình nhưng mà chưa bao giờ xuất hiện trước ống kính đó là bạn mình là bác sĩ anh nha các bạn. Ok và bây giờ không dài dòng nữa lèo đây và tụi mình sẽ tiến hành đi căng lèo ha. Bác sĩ anh sẽ ở ngoài để hỗ trợ còn này hỗ trợ tất nhiên là vẫn xuất hiện trước ống kính thì hỗ trợ tụi mình bá việc lặt vặt gọi chung là hiện trường cu ly á. Còn mình với bác sĩ em vẫn là nhân vật chính thì tụi mình sẽ căng lều và chui vô lều sống thử. Không sống thử á chui vô ở trong thử ở thử chứ đừng sống thử không đâu rồi sống thử với mày đánh cái đúng tích nè lèo rồi. Cái này anh em mày mua mà tao đâu có biết bung đâu không tao thôi coi mày làm lần để bữa sau tao ấy tao anh cầm cái này bung ra hết đi bung ra hết à nhét nó vô về trong học rồi nè nó có cái lỗ để nó ở nó giống cái cần câu đó, đúng không cái này dày sọc luôn ta dài lắm nó bự lắm phá này giống tưởng tượng cái cần câu ở quê mà đi câu bước qua cần câu nó đấm chết luôn. Lấy cây của anh á. Đâu? Bỏ đây. Bỏ đây đi. Ý, vô. Cứ lú lên đi, cứ lú lên.
cái vuột rồi rồi rồi. Dịch, anh đây đẩy vô anh đội vô. Ừ. Cứ đẩy nó qua hết đi. Rồi, đó. Cái vuột. Rồi, cái đít chưa? Lấy lên tới chưa? Rồi, để cắm lên đây nè anh Trần. Cắm lên. Cái này vẽ cong được. Dẻo lắm. Rồi anh kia vẽ cong lên luôn. Rồi tới. Đó. Cho đi. Lấy cái lọ ra. Đâu? Đấy. Đó, cho cái lọ này đó. Nè. Anh đứng qua đây. À hiểu rồi. Hiểu chưa? Nó hai cái chéo, đánh chéo á. Đơn giản vậy đó. Đó vậy thôi, đơn giản. Mọi cong lên mà đặt lên thôi. Đó. Em phải lên mà em coi đó. Ghê à? Ờ, chứ mới đồng mang ra em cũng chẳng hiểu nữa. Chọc dưới hay chọc trên đây? Trên dưới thì cũng được hết. Đây, đây, đây. Này cái lọ nè. À. Rồi. Nó có vô y chang cong ở kia luôn. Nó qua luôn cường. Bẻ cong lên xong rồi cứ đè nó vô cái lọ đó. Bẻ cong lên đi. Cứ bẻ này, này như dẻo mà. Quay qua đây, quay qua đây. Bẻ qua cái lỗ này hả? Lỗ 2 á, lỗ giữa. À, đặt xuống. Đó, là xong. Dạ. Để sang đây, sang lên đây chí, sang lắm. Rồi. Nó có một cửa gì đó hả? Một cửa thôi đó. Đẹp quá ta. Trên đó là cái gì? Cho che nắng, che mưa đấy. À, rồi móc vô đây. Đây. Cũng hay. Ok và các bạn, ba anh em tụi mình trong vòng chưa tới 5 phút tụi mình đã gắp được xong cái lều mới mua. Cái lều này mua với giá bao nhiêu rồi Quân? 400. 400 đó, lều có 400 ngàn thôi, không cần cao sang nhưng mà dòm vẫn đẹp nha các bạn. Này sau này anh em mình thử thách sinh tồn là được á. Cái lều này là ok đó. Rồi, hai người vô sẽ sống thử đi. Rồi sao? Được không, bác sĩ em? Đẹp á. 400 mà đẹp á. Rồi vô sống thử đi chứ. Mình test thử bên trong nữa chứ coi nó là sao. Quân ở ngoài nha. Ờ anh mà. Em khỏe vô. Đây em chưa chứ. Ồ, đã ra. Đã nằm luôn quá. À luôn, khóa lại thử đi. Làm tình vô đây được. Dạ không, cái này em mua cho trai cho anh nè. Em gai mua cho trai cho anh nha. Ở đây có lưới nữa hả? Ừ, có cái lưới nữa. Đây ghi ta. Rồi. Trong đây luôn cho nó ấm cúng để như vậy. Bích vậy luôn đó hả? Ừ, cho nó ấm cúng. Ê Quân, hạnh phúc tầm nào mà thấy nhấp nhô rồi là rồi khoảng 10 phút là mở đúng không, là cứu tao nha. Rồi, nhấp okay. Nhô vậy là quá, tao đang bị hiếp á. Đẹp ha, hơi mà nó hơi nóng nha. Ôi nằm ngủ được luôn, hơi nóng á gì mà nhấp nhô chứ vậy hả? À, đây để căng nó lên được không, bấm máy quay trong cái dù à. Ừ đúng rồi đó, có cái cạnh trong đó nữa. Đó không? Quay bên trong. Quay bên trong cho các bạn xem. Chào các bạn, đây là cái nóc của cái lều nha. Mình đang nằm nè. Đó. Đây là bác sĩ em nè. Không, trong này ban đêm được chứ ban ngày. Ban ngày chắc trời ơi, chết mở á. Không quá cửa. Ngày nóng lắm, ban đêm ngon á. Má quá đã luôn. Này ba người ngủ được mà. Nếu mà ban đêm mình ngủ ngon. Ừ. Trời ơi, anh chưa có biết nước. Nếu mà học với mày còn biết chút quá. Quá quá. Chịu khó chút đi. Phải cái này, phải cái này. Đi mà. Em muốn ngủ. Mày còn biết chút quá à. Rồi. Rồi. Ôi, nó sợ cường quá. Bé khỉ này, mùi của tao, tao hửa quen. Ngọt, ngọt với bà nó đi. Mùi của tao, tao hửa quen rồi. Ai biểu vô đó mà sống thử ống chi. Ôi, lại hào, đẹp, lại ngọt. Đi trước trước trời. Vô được, không, không. Hai em đi anh ơi.
Ôi thối. Mùi tao rồi. Ngon, mày. Đi vô cái nữa này, vô cái nữa. Đường sao mày vô? Sao mày vô? Thằng chó. Tiếp. Đau mà cuốn. Đi vô cái nữa, đi. Ăn tiếp. Đi vô. Đâu? Ăn mùi ăn nhậu. Ăn đâu? Đi vô. Tao rủ mày vô thôi chứ làm cái gì ghê. Đi xa ra em ra. Mùi này mùi bia rồi. anh em mày kiếm chuyện đánh tao phải không? Quá anh em làm chung mà anh em mày cậy anh em trong nhà quýnh tao phải không? Đánh gì chứ bắt dậy. Không, nói thiệt, tao nói cái mùi ăn nhậu, mùi bia nè, tôm nè, cua nè, mực nè, tỏi nè, hành nè, mắm tôm nè, thịt chó nè. Cái đây mới được, mới đỡ được mẹ rồi. Ok, tụi mình bung dù xong rồi, giờ chui vô thử rồi, cho thằng này hửi địt cũng xong rồi. Hát thổi chị không nổi. Bây giờ tụi mình có một cái dù, cái này là có bốn cây này nữa nè. Dù cỡ sức không ông Cường? Bốn cây này là cây gì? Là mình cái dù mà gió á, cái gió thêm gió mình cắm dưới đất này cho nó kìm lại á. Mình mấy cái cây để mà trường hợp gió này, gió là đóng vào đây nè, kèm ghim số, ghim xét số làm gió là. Và sắp tới là tụi mình sẽ đi sinh tồn nha, bằng cái dù này đó, có đó, mấy cái cửa mà này. Em thấy cái này mà ban đêm á mà ngủ ngon lắm á, nếu mà trời lạnh ba bốn người là ngon. Tụi mình sẽ review không phải review mà tụi mình sẽ sinh tồn ngủ qua đêm ở ngoài ruộng luôn bằng cái dù này. Đây cây dù cũng đẹp, giá có 400 nha anh em, bác sĩ đặt mua trên Shopee á. Chứ thấy dù gì đâu mà mấy đẹp bạn bộ kia mua cũng tốn kém quá. Thì tất nhiên là tiền nào của đó thôi, mấy bạn kia mua dù xịn mà. Nhưng mà 400 ngàn như vậy là được rồi, đủ chơi rồi mấy bạn ơi. Nếu mà các bạn mà có đi cắm trại đi với gia đình thì bỏ ra 400 ngàn mua cái dù này phải ghê luôn. Này chống muỗi là anh Cường. Chống muỗi mà, ví dụ mình cần không cần phải đóng cửa này vậy để chống muỗi. Cái này nhẹ heo à, nhẹ lắm. Nếu mà các bạn sợ gió bay thì có mấy cái đinh đóng lại không có gì hết á. Đó. Ok. Ok, và video của tụi mình cũng xin được kết thúc tại đây. Và tụi mình cũng đã review xong cái lều. Thì tụi mình review sơ thôi, không có review gì nhiều hết á. Cũng sẵn luôn là để giới thiệu là sắp sửa tụi mình sẽ làm mới cái video, là tức là ví dụ như đi cắm trại, thử thách đồ này kia, đủ các món trên đời luôn, cái gì cũng làm luôn, chứ không phải là đơn giản như bữa nữa. Ok. Và nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của Mew7 và anh em bác sĩ. Bye bye. Bye bye. Bye.